nhà thơ khùng. Nói về người ta ca ngợi ông thì mình phải nói đến một bài hát, đó là ai mua trăng tôi bán trăng cho. Trước đây thì các bạn không biết và sẽ không hiểu rằng thì ông bán bằng trăng thì tại sao ông khùng hay sao ông bán. Nhưng mà thật ra vì cái căn bệnh cùi hiện nay đang truyền ở trên mạng rằng là mộ thật và mộ giả. Thật ra thì đây là cái ngôi mộ của ông. Ông vẫn đang an nghỉ ở chỗ này. Còn ngôi mộ ở gần Gán Tiên Sa thì đó là một cái ngôi mộ gió, ngôi mộ không có xác đó cô bác của anh chị. Nên là nữ ngộ mộ thật là mộ giả là như thế. Bùi Hồ sẽ đính chính cái thông tin này. Và một cái thông tin tiếp theo mà Bùi Hồ muốn giới thiệu thì hàng mạc tử. Có lúc trước đây thì ông lấy cái bút danh đó gọi là hàng mạc tử. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng bán tình duyên ước hẹn hò. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó thuở nào trăng hàn mặc tứ đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cạn dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến. Tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống tê nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết. Chân thay cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương. Mà khổ đau niềm gì. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và hôm nay thì Bùi Hồ đang trên đường đi đến Đại Phong Quy Hòa. Và đây là nơi an nghỉ của một nhà thơ, người được gọi là nhà thơ khùng, hàng mạc tử. Và hôm nay Bùi Hồ sẽ đi theo cùng với một người dân nơi đây. Ồ, đường đi này mình phải qua một cái con đèo. Và coi như là nó uốn lượn á. Cũng may mắn là hôm nay thì có được cô hướng dẫn mình vô trong này. Tại vì bình thường thì ở đây tất cả các khu du lịch đều đóng cửa hết à. Và không cho khách du lịch vô tham quan do tình hình dịch bệnh của Covid-19. Nói về hàng mạc tử thì hiện nay thì ông có hiện nay thì có hai ngôi mộ, đó là ở Trại Phong Quy Hòa và ở gần Gán Tiên Sa. Và ở gần Gán Tiên Sa có mộ của ông thì mọi người cho đó là mộ giả, nhưng hay còn gọi là mộ gió. Và ở Trại Phong Quy Hòa này là đây là chính là cái nơi mà ông mất luôn. Và ông mất ở cái địa điểm này là một cái địa điểm ông bị bệnh và cuối cùng ông bị mất luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì sau một thời gian lòng vòng ở tại cái nơi này thì Bùi Hồ đang có mặt ở Trại Phong Quy Hòa, một trong hai ngôi mộ của một nhà thơ rất nổi tiếng, hàng mạc tử. Và hôm nay để đi được đến nơi này thì Bùi Hồ cũng rất là may mắn. Không biết là do cái duyên của mình với hàng mạc tử có hay sao mà trên đoạn đường đi mình hỏi thăm thì mình gặp cô.
là người dân địa phương ở trại Phong Quy Hòa này hướng dẫn mình vô đây. Dạ con chào cô. Dạ cô cho con đeo cái mic vô ha. À, hôm nay thì con rất may mắn là con được gặp cô ở trên cái đoạn đường mà con đi vào thăm mộ của Hàn Mặc Tử. Thì cô có thể cho con biết là cô năm nay bao nhiêu tuổi và tên gì để con tiện xưng hô ha? Cô Quỳnh Thị Lan, năm nay cô là 59 tuổi, lúc cô vào đây là năm 1983. Cô là gần 40 năm rồi cô ở tại đây. Ngày xưa là chỗ đây là nó cứ đất bờ đó, sâu lắm. Không có đường đâu, đường mới đổ có mấy năm nay thôi. Rồi cô vô cô ở chiếc nhà gần chỗ đây. Ông mộ này là mộ sự thật của Hàn Mặc Tử. Ngày xưa là xong là có Mạnh Thường Quân đến xây thêm mộ cho Hàn Mặc Tử thật. Tình là ông nằm tại đây. Dưới các sơ, các quý sơ với mấy mẹ Pháp đồ là ngày xưa mẹ tạo dựng ra chỗ đây á. Là để làm cho để nuôi bệnh nhân, tất cả bệnh nhân mấy bệnh nhân ngày xưa là nằm đây hết. Rồi bữa nay là dồi mộ là mấy bệnh nhân sau này là nằm ở dưới kia. Tổng cộng là được hiện giờ là cũng 400 mấy chục bệnh nhân, nhưng mà chết hết là còn chắc 400 lẻ mấy. Các bệnh nhân ở đây thì đa số bệnh cùi hủi hả cô? Bệnh cùi hết. Bệnh cùi hết, các bệnh nhân ở đây đều bệnh cùi hết. Bệnh cùi cùi hết là cô cũng bệnh. Cô bệnh cùi luôn. Cô cũng bệnh nè. Cô tay chân cô bệnh là, nhưng mà cô vẫn ra đi làm. Vô đây bệnh với bệnh ưng nhau rồi để ra được hai đứa con trai. Một thằng là 23, rồi một thằng 17 tuổi, hiện giờ là nó đang học lớp 11. Đây là các bệnh nhân ở đây thì bệnh cùi chết hết, cùi hủi chết. Đây là các mộ của mấy mẹ, mấy mẹ bề trên là các bí sơ. Còn đây là mẹ Pháp. Đây là cha. Rồi là nuôi mấy bệnh nhân ngày xưa. Con mời cô lên đây đi. Mộ thật của ba Mặc Tử ra, con có con quay em. Thì cô bệnh cùi thì cô uống thuốc ở đây, cô trị điều trị ở đây và hết luôn. Hết lâu rồi, xong ở đây là bệnh với bệnh ưng nhau để con ra. Con của cô cũng được mấy chục tuổi rồi, một thằng mới cưới vợ hồi bữa ngày 26 tháng 10 đây. Cô thì bị trong khoảng thời gian là bao nhiêu, lúc bao nhiêu tuổi cô và bị bao lâu thì cô? Cô lúc mà cô bệnh là cô đúng 20 tuổi. 20 tuổi. Năm nay cô là 59 tuổi, cô cũng ra 39 năm ở tại đây, tại làng Phong đây. Cô trị bao nhiêu lâu lâu thì mới hết? Trong thời gian 2 năm. 2 năm. 2 năm với 22 cô. Tuổi. 22 tuổi là cô trị 2 năm cô hết, rồi cô xin vô cô làm hộ lý. Hộ lý xong rồi sau này cô ra là bắt đầu cô đi làm. Làm thuê, làm mướn, làm phụ hồ nè, đi củi nè, đi đi lụm bông sứ nè, các mộ của sơ là cô làm để kiếm tiền để nuôi con cô ăn đi học. Cô lúc mà cái căn bệnh này á thì con nghe nói rằng là khi mà mặt trăng lên á thì nó rất là nhức, đúng không cô? Đúng. Hồi đó lúc mà cô 20 lần cô cũng muốn chết á. Tại vì bây giờ là hết nhức rồi, bây giờ nhì rồi. Nhưng mà ngày xưa là nó nhức dữ lắm. Xong nhưng mà qua thời gian, lúc đó là nhức ghê lắm mà các sơ nuôi cô có một sơ ngày xưa là bà nói cô nhõng nhẽo nhưng mà thật tình cô nhức thật. Bà kêu mày nhõng nhẽo nhất đề xa tao cho mày cũng không được, Rifarin tao cho mày cũng không chịu, Ambi cũng không chịu, thuốc Ramren cũng không chịu, chiền Sarum không chịu, tao bỏ mày chết. Là mấy lần mà chim mà nó kêu á là nhà thờ rung á là tưởng cô chết nhưng mà cô sống lại. Tại vì quê cô nghèo lắm. Quê cô ở đâu? Ở trong Khoan Rang á, Ninh Thuận á. Là khi mà anh cô ra thấy cô gần chết á là ổng trốn ông bà ổng đi về. Tại vì ổng nói là nếu mà chết là bắt đưa về, là ổng không có tiền, ổng chỉ có dòng xe ra thăm em mà. Ổng đi ra tối bến xe kia là ổng khóc ghê lắm. Nhưng mà cái tự nhiên cô sống lại. Sống lại là đến bây giờ luôn. Có nghĩa là nó nhức á. Cái tai nó nhức quá hả cô hả? Nhiều lắm. Cô nhiều nhiều nó cứ ăn thật đây, nó cứ ăn vô tay của mình hả cô? Nó ăn nè, tay chân nè đó. Và cái căn bệnh này ngày xưa thì xã hội rất kỳ thị hả cô? Không có đi đâu được hết á, là vô đây là bắt đầu ở hàng xóm nó cho có mấy chục ngàn đi tàu lửa vô là ở miết trong đây luôn. Là ngày xưa là không có ấy đó. Nó ăn đến vậy đó hả cô? Nó ăn vậy nè. Rồi xong là cô sống qua đầu đến bây giờ. Trời ơi. Nó ăn xé thịt gì đó hả cô? Nó xé thịt xé đồ hết á. Bầm gan hết, bầm đen chín đỏ vậy. Ồ, ghê gớm thiệt hả? Hôm nay là mới lấy máu hồi bữa ngày hôm kia. Cô bây giờ còn uống thuốc không? Không có uống thuốc, nhưng mà nó bắt mình nằm nhà thương để lấy bệnh nền là nó cho
ăn tiêu chuẩn á, là ăn tháng được mấy trăm á. Ừ. Vậy là cô bây giờ không có làm gì lao động ra tiền hết hả? Thì cô cũng lén cô đi làm ở ngoài kiếm trăm để 4 giờ sáng cô dậy cô đi làm, đến bây giờ cô về là kiếm trăm để kiếm tiền để về mua cá mua gạo nuôi con đi học. Cô là cô Lan ha? Cô Lan, Quỳnh Thị Lan. Thì cô có biết gì về ông Hàng Mặc Tử này không? Ngày xưa là cô nằm á, cô làm hộ lý là ngay chỗ chiếc giường của ổng. Hồi nãy cơ cô chỉ cái nhà của ổng á, cái phòng lưu niệm của ổng là ngay chỗ chiếc giường của ổng, là chỗ đó là cô làm hộ lý ngay đó. Ngày xưa là hồi sức cấp cứu nó nằm ngay đó. Nhưng mà bây giờ là cô biết là nó đóng cửa rồi, nếu mà không thì con vô đó là có chiếc giường, chiếc ghế, chiếc đồ là của ổng nằm trong đó hết á. Rồi xong nên là bây giờ là cô biết đó, nó không cho khách vô là nó đóng cửa. Cô ngay nằm ngay chỗ chiếc giường của ổng luôn. Gần chỗ gần đó, kề bên bên giường bên đây lại, bên đây giường lại, còn ổng này nằm bên đây kia giường lại vậy. Không, cô có biết những cái bài thơ của Hàng Mặc Tử không? Biết ít hơn. Biết là mấy người già kể lại là biết hát, là ai mua chăn tôi bán chăn cho, là Hàng Mặc Tử là biết mấy bạn đó, với là biết cũng coi thơ cũng nhiều nhiều lắm. Nhưng mà rồi bữa nay già nó cũng quên hết. Cô có đọc thuộc bài thơ nào của ông không? Mấy bữa là cầm lên đọc là nhớ mà. Như bài Đây Thôn Dĩ Dạ cô có nhớ không? Không. Dạ. Quên hết. Có bài thơ, có một cái bài ca rất là nổi tiếng là Ai Mua Trăng Tôi Bán Trăng Cho. Bán trăng cho trăng của riêng mình. Tại sao là ông đòi bán trăng cô? Tại vì ông nhức quá, hễ tối mưa là trăng lên đó là ông nhức quá, ông đòi bán trăng. Có nghĩa là ông nhức quá nên thành nữ là ông bán trăng, nên là ông hỏi là ai mua trăng tôi bán trăng cho, chứ không phải là ông yêu cái vầng trăng này của hoặc là cái vầng trăng này là riêng của ổng, đúng không cô? Không phải riêng của ổng, tại vì khi mà trăng lên là con người nó nhức quá thì ổng nói là ai có mua ổng bán cha nó cho khỏi nhức, cái giống như cô hồi đó vậy. Nên có nhiều lúc á là khách nó hay vô đây chơi, là cô nói chứ ủa ổng cũng Hàng Mặc Tử mà ổng chết lâu rồi mà ai cũng thăm hết rồi, còn mình thì Hàng Mặc Tử cha mẹ mình hàng xóm cho có mấy chục ngàn bạc bỏ ra đây, bỏ mấy chục năm nay rồi mình sống có mình cũng Hàng Mặc Tử mà sao mình bất hạnh với trời. Mấy người kêu chứ tại vì ổng biết làm thơ, còn cô không biết làm thơ. Cô rất là chia sẻ, rất là tận tình. Và đặc biệt là cô là một người mà đã trải qua một cái căn bệnh cùi hủi. Mà trong cái thời điểm đó thì cái căn bệnh này được xã hội rất là kỳ thị. Đúng không cô? Nhất. Và hôm nay thì 86 cô là nhất ghê lắm. Dạ. Cô ơi, thì cái mộ này á, con thấy ở trên hình một cái mộ là một cái cuốn sách, là coi như là những cái trang vở đó để làm một cái vần thơ. Và trên đây là coi như một cái tấm bia mà cái tháp của ông, đó là tên của ông Nguyễn Trọng Chí, Hàng Mặc Tử, và năm sinh năm 1912, mất năm 1940. Vậy thì đây là một trong hai ngôi mộ của ông. Thì ngôi mộ ở đây cô chia sẻ đó là một cái ngôi mộ sự thật, mộ chính, mộ chính, thật của ông. Mộ thật của còn ông. Cái ngôi mộ ở gần Gán Tiên Sa là ngôi mộ cải táng. Nhưng mà không có cải táng. Người ta chỉ mến yêu ổng quá là đem ra đó để làm thơ cho ổng thôi, chứ ngồi chứ còn ngồi ra là không có cải táng. Dạ, không có cải táng luôn. Là không có cải táng. Thật là ông vẫn đang an nghỉ ở đây. Ông vẫn nằm an nghỉ tại nơi đây. Dạ. Là tại vì ở đó là một cái chỗ người ta yêu thích, chứ là khu du lịch người ta muốn bán thư đồ là người ta nói cải táng, chứ thật tình ổng vẫn nằm ở đây. Tất cả Hà Nội, Sài Gòn đồ ai đến đây cũng vẫn vô đây thăm ổng. Còn ngoài đó là để cái để lưu niệm, để nhớ lại ổng thôi, chứ ngồi ra không có ở ngoài kia. Không có ngoài kia, ổng nằm ở đây. Dạ. Ổng vẫn nằm ở đây. Ổng vẫn nằm ở đây. Thì tại vì ngày xưa là cô cũng hay đi lắm. Cái này là đi đến đây nè, hai cây sứ này nè. Dạ. À, ngày nào cô cũng đi lượm bông, lượm hoa ở mấy cây sứ này á. Là cứ đến đây thắp nhang cho ổng làm mùng một rồi đi. Bây giờ cô xin được cái quán phở là cô đi làm để kiếm tiền. Trước đây thì mộ của ông không có cái hình cái quyển sách này hả cô? Không. Không, người ta sau mới này mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh gì á, Nhật Trường gì á, là mới xây. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh á. Đúng rồi. Xây lên cho ổng á. Dạ. Chứ còn ngày xưa là ổng cũng vẫn là xong xây cho các ấy các, giống như các bên ngôi mộ bên kia là được cái học, chứ ngày xưa là chứ đắp xuống là ghi cái tên Thánh Hu Si thôi. Tại vì vô trong đây là người nào cũng là con của Chúa hết á. Dạ. Là chết là có tên của như của thánh gì thôi. Dạ.
Đây là theo cô Lan ở đây là một người mà coi như là đã từng trải cái hương vị cái khổ đau của cái căn bệnh cùi hủi và hiểu được cái sự kỳ thị và cô phải từ Bình Thuận về đến cái vùng đất Ninh Thuận về đến cái vùng đất này để mà điều trị cái căn bệnh này. May mắn là mình gặp cô và cô rất là hiểu về cái cuộc đời của ông Hàng Mặc Tử. Thì về cô về cấu trúc của ngôi mộ thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái ngôi mộ ở dưới này thì được đắp nhô lên và trên đây là hình một cái cuốn sách nè. Đó. Đây là ngày xưa là chỉ là một bãi cát, còn ở đây là chỉ có vườn đào không vậy. Dạ. Và sau này mới làm đường lại là hốt cốt những cái mộ thân nhân ngày xưa già không á là đi đến dồn lại. Rồi còn mộ của ổng vẫn nằm đây rồi xong ủi cát đồ vô đây lại là mới làm đường. Chứ ngày xưa là lúc mà cô chăn cừu ở đây á, lúc cô đẻ con được 1 tuổi là cô dắt đi chăn cừu ở đây là ngày tối là ở đây là ếch nước, nó ếch nó kêu ổn ổn. Rồi cô mới lên cơ quan nữa, cô làm hộ lý xong là 2 vợ chồng cô lên cơ quan là chăn một bầy cừu để lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân á. Là 2 vợ chồng là một tháng là 63.000 là xong là ở đây là cắt cỏ cho cừu đồ ăn, là cứ ở đây. Cái nhà ngày xưa là ngay chỗ đây, nãy cô dắt cô qua là có cái nhà cô ở. Rồi bây giờ là nó phá lại, là nó làm cái nhà nhảy để cho các ca sĩ rồi tới hát. Ồ, rất cảm ơn cô Lan rất là nhiều luôn á. Cô Lan chia sẻ tận tình luôn. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình nhờ cô Lan cầm cái máy cho mình và mình sẽ nói về cái sự tích Hàng Mặc Tử có nào chỗ nào sai thì cô đính chính lại với con ha. Cô cầm cái máy gì giùm con hai câu ha. Thưa cô bác quý anh chị, khi đến mộ của Hàng Mặc Tử, khi đến thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định á, thì chúng ta sẽ biết được 2 ngôi mộ của ông mà ở trong cái hiện nay đang truyền ở trên mạng rằng là mộ thật và mộ giả. Thật ra thì đây là cái ngôi mộ của ông vẫn đang an nghỉ ở chỗ này. Còn ngôi mộ ở gần Gán Tiên Sa thì đó là một cái ngôi mộ gió, ngôi mộ không có xác đó cô bác anh chị. Nên là nữ ngộ mộ thật là mộ giả là như thế. Bùi Hồ sẽ đính chính cái thông tin này. Và một cái thông tin tiếp theo mà Bùi Hồ muốn giới thiệu thì Hàng Mặc Tử, có lúc trước đây thì ông lấy cái bút danh á gọi là Hàng Mặc Tử, nhưng mà có một cái nhà thơ nói thôi để cái chữ mặt ở trên nó có dấu á giống như mặt trăng, nên thành nữ có người gọi là Hàng Mặc Tử hay là Hàng Mặc Tử vẫn thế. Và ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, quê ông ở Quảng Bình. Quê ông ở Quảng Bình và ông vô cái tỉnh Bình Định này ông sinh sống và làm thơ ở tại nơi này. Thì trước đây ông có một cái người yêu tên là Mộng Cầm. Khi người yêu Mộng Cầm của ông thì ông với Mộng Cầm gặp nhau ở Hoàng Lầu ở của tỉnh Bình Thuận. Ông sinh năm 1912 và mất năm 1940. Thì khi mà cái căn bệnh ngày xưa, cái căn bệnh ông mắc đó là cái căn bệnh cùi hủi, thì lúc này gia đình mới rất là lo lắng về cái căn bệnh của ông đó. Gia đình cho ông uống chạy nhiều cái phương thuốc và ông tự tìm đến quy hòa này đó. Tìm đến quy hòa này để mà ông tự cách ly, và gia đình ông mới đem thuốc vô đây cho ông uống, và tất cả các loại thuốc nam, thuốc đông, thuốc tây, thuốc bắc uống vẫn không hết đó. Uống vẫn không hết và ông uống rất là nhiều như thế. Thì sau này người ta mới phát hiện là ông mất ở trên một cái chiếc giường tre. Đúng rồi. Đúng không cô? Đúng. Mất ở trên một cái chiếc giường tre và mọi người đều giám định lại là ông mất không phải vì căn bệnh cùi hủi mà ông do kiệt lệ, mất nước nè và kiệt lệ. Lý do là ông đã uống rất là nhiều rồi nhiều thuốc nam, thuốc tây, thuốc bắc cô bác của anh chị. Nên mất vì mất nước và cũng như là bệnh kiệt lệ. Trong cái câu chuyện về Hàng Mặc Tử thì mình phải nhắc đến là Mộng Cầm là một cái người yêu của ông. Là một cái người yêu của ông gặp ở Hoàng Lầu ở Bình Định. Nói về thơ của ông thì có rất là nhiều bài thơ Mai Đình nữa. Và Mai Đình nữa. Rất là nhiều người yêu thơ của ông và người ta phong cho một cái là nhà thơ khùng. Nói về người ta ca ngợi với ông thì mình phải nói đến một bài hát đó là Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Trước đây thì các bạn không biết và sẽ không hiểu rằng thì ông bán bằng trăng thì tại sao ông khùng hay sao ông bán. Nhưng mà thật ra vì cái căn bệnh cùi hủi hàng đến ngày 14-15 mà trăng lên đó cô bác anh chị, thì cái căn bệnh cùi hủi nó gây cho một cái nỗi đau nhức nhói cơ thể rất là nhiều. Và có đôi lúc thì ông phải dùi mình ở dưới cát, đúng không cô? Dùi mình ở dưới cát để bớt cái sự đau đớn cũng như là sự gãi đi, và ông chỉ cần còn ló cái đầu thôi. Nhưng mà ông chỉ sống đến 28 tuổi, có nghĩa là chưa hết nửa đời người. Nhưng mà ông lại để lại cho đời rất là nhiều bài thơ có giá trị, mà theo một số nhà
thơ nhà văn học sau này thì nói ông là một trong những cái nhà thơ mà có những cái tác phẩm độc đáo nhất luôn. Và điển hình đây thì mình sẽ một cái tác phẩm mà vô cái văn học, đó là tác phẩm Đây Thôn Vĩ Dạ. Mình sẽ đọc cái một đoạn đó trước trước mộ của Hàn Mặc Tử cho các bạn xem ha. Con nói vậy thông tin gì có chính xác không cô? Đúng. Dạ. À, tại vì ngày xưa cô hay đi lượm bông đây là cách đây cũng mười mấy năm về trước á. Dạ. Cô có đi chăn cừu, cô có lượm bông, cô có gặp cô Mai Đình. Dạ. Cô gặp Mai Đình luôn. Gặp Mai Đình vô đây thăm ổng một lần. Dạ. Rồi cô lại cô gặp rất nhiều người nhà báo đồ cũng hỏi thăm cô, cũng quay phim nhiều lắm. À. Tại vì cô chỉ có làm phở có 2 năm nay là còn mấy nhiêu cô chỉ cứ đi lượm bông không. Cái cô Mai Đình là quê ở đâu cô? Quê ở Huế sao? Quê ở Huế. Còn Mộng Cầm? Mộng Cầm là cô nghe vậy là nói ở đâu, ở trong Bình Thuận. Dạ, Bình Thuận á. Dạ. Trong Bình Thuận á. Dạ. Nghe thôi chứ cũng không. Cô Mai Đình đẹp không cô? Bà già rồi mà, lúc đó cô sang lắm, cô cũng đẹp lắm mà, cô già rồi. Có chồng chưa? Có chồng hay không mình không biết, nhưng mà lúc mà đi vô thăm mộ, hết, vô thăm mộ là cũng đi cũng phải mấy chục người, là mấy người hỏi cô là xong là mấy người cũng giới thiệu là đây là cô Mai Đình, là cô biết cô Mai Đình thôi, biết mặt cô Mai Đình. Yeah. Chỉ một lần, rồi xong sau này là thời gian sau là có một nhà báo vô nữa là nói cổ đã mất rồi. Là biết vậy thôi chứ cũng không thấy, chỉ có thấy một lần cô Mai Đình thôi chứ không không thấy Mộng Cầm. Và chắc có lẽ là trước mộ của ông thì Bùi Hồ cũng như là cô Lan, con mời cô lại đây ha. Sẽ đọc lại cái tác phẩm mà rất là nổi tiếng của ông, đó là bài Đây Thôn Vĩ Dạ. Sao anh không về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhăn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Đúng không cô? Hay không cô? Hay. Bây giờ con mời cô đọc thử ha. Đọc được, không biết chữ sao đọc. À. Cô đâu có được đi học đâu biết đâu. Cô thấy con đọc thơ được không? Hay. Tại vì nhà cô nghèo lắm, không có cho đứa nào đi học hết á. À. Không biết chữ. Cô nghe con đọc bài nữa của ông không? À, đọc đi, à, cứ đọc nha. Nhắc đến cuộc đời của Hàn Mặc Tử thì cô lại nhớ đến cô ha. Cô lại thấy cuộc đời mình ha cô ha. Có nhiều lúc con ngồi cô cũng tự sáng tác thơ. Dạ. Cô nói ông cũng là Hàn Mặc Tử, tôi cũng là Hàn Mặc Tử, sao ông được may mắn gặp nhiều quế nhân đến, còn tôi là ngày tối cứ lủi thủi theo những cái bóng hình này, là lúc nào cũng theo các mộ này, xin ông hãy cứu giúp tôi với. Nhưng mà rồi xong có biết đường nào đâu làm. Cho nó qua, cho nó vui gì thôi, cho nó bớt buồn thôi cô ha. Rồi bớt buồn vậy thôi. Dạ. Chắc có lẽ là mình sẽ đọc thêm một cái bài thơ của ông tại trước cái ngôi mộ của ông mà cũng rất là nổi tiếng. Đó là bài này thì mình mới đọc luôn, bài Ghen ha. Ta ném mình đi theo gió trăng, lòng ta tản khắp bốn phương trời. Cửu trùng là chốn xa xôi lạ, chim én làm sao bay đến nơi. Chiếc tàu chở cá một đêm trăng, muôn ánh sao ngời chói thẳng băng. Muôn sợi hương trầm bay bối gối, muôn vàng thần thánh sống cao sang. Giây phút ôi chao nguồn cực lạc, tình tôi ghen hết thú vô biên. Ai cho châu báu cho thinh sắc một lưỡi khô khan hết cả thèm. Cái này là như là các bệnh nhân vậy, xong nó vô đây không cha không mẹ, rồi nó đi lang thang gì nè, rồi xong ai khách tham quan rồi gặp nó cho vài ba chục rồi để nó ăn. Chút xíu mình sẽ gửi kinh phí. Hàn Mặc Tử thì ngẫu hứng làm thơ, còn hôm nay đến ngôi mộ của ông thì chắc có lẽ là mình ngẫu hứng và mình đọc thơ của ông ha. Và một bài tiếp theo của ông đó là bài Một Cõi Quên. Đêm ấy lại đêm thức với trăng,
Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng hàng. Cô đơn ừ nhỉ chừng quạnh quẻ. Đêm gắt duyên mình một cõi quên. Tôi trả cho tôi những ngại ngần, trả người đây nhé những phân vân. Cõi riêng lặng lẽ gài then kín, ngoài ấy người vui với bụi trần. Cơn gió lọc đông buốt lạnh lùng, tứ bề gom lại một cõi không. Lặng nghe tôi nhé, nghe tôi khóc, hiện hữu mà chi chỉ nghẹn lòng. Hay quá hay. Bữa nay sao ông? Bữa nay con dắt người đến. Con là Bùi Hồ, con đến đây con là bậc hậu bối. Con đến đây con viếng mộ của ông hả? Cũng như là trước hương linh của ông thì con nhắc lại những cái bài mà ông đã để lại cho đời. Mà sau này cho em lắc nữa cho em hấp miếng hương. Mà sau này ông để lại cho đời những cái tác phẩm cực kỳ hay. Và mới bài thơ, đọc mới bài thơ vừa rồi á, thì có vẻ như là đây là một cái bài mà khi mà trăng lên thì ông không ngủ được, bởi vì cái căn bệnh cùi hủi đã gây cho ông những cái sự đau đớn, nên ông rất là ghét ánh trăng và ông đã sáng tác bài này. Đêm ấy lại đêm thức với trăng, có nghĩa là trăng đến thì cái bệnh cùi hủi nó nhức quá, ông ngủ không được nên ông mới thức với trăng. Đó. Rồi mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng hằng, có nghĩa là bây giờ thì mưa mây che cái ánh trăng đi. Đó. Rồi cô đơn ừ nhỉ chừng quạnh quẻ, đêm gắt riêng mình một cõi quên, có nghĩa là ông không nhớ nữa, ông chỉ ở trong đó ông điều trị cái căn bệnh này và ông muốn quên đi chứ ông không muốn nhớ nữa. Tôi trả cho tôi những ngại ngần, trả người đấy nhé những phân vân. Cõi riêng lặng lẽ gài then kín, mưa gió thì ông phải cài những cái cánh cửa sổ. Ngoài ấy người vui với bụi trần. Những ông coi qua cửa sổ thì những, tại vì đây là một cái bệnh viện của ông ngày xưa ông điều trị á cô, phải không cô? Đúng rồi. Sau đó thì ông mới nói rằng ở ngoài kia thì vui, mọi người cứ vui. Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng, có nghĩa là đây là một mùa đông. Tứ bời gom lại một cõi không. Lặng nghe tôi nhé, nghe tôi khóc. Hay quá hả? Ông khóc, ông đã khóc. Hiện hữu mà chi chị nghẹn lòng, có nghĩa là ông bệnh, ông sống người ông hiền hữu trên để chi để mà bây giờ buồn. Và cảm ơn anh. Dạ bây giờ chắc đến đây cô cầm máy giùm con ha. Cô cầm máy sau này. Dạ rồi. Hôm nay thì mình đến đây mình cũng thắp hương cho vong linh của ông, vì cái căn bệnh mà đã cướp đi một cái sự nghiệp một con người, cũng như là cái đời chưa qua hết quãng đời của ông. Con là một người ở miền Tây, với khoảng cách vị trí địa lý rất là xa so với nơi ông an nghỉ ở chỗ đây, thì con rất ngưỡng mộ ông qua những cái bài hát, những cái câu thơ, câu từ của ông đã để lại cho đời. Và thắp ba nén hương này để bày tỏ lòng thành kính của người hậu bối đối với một bậc tiền nhân, một bậc tiền nhân tài ba nhưng mà lại vắng số sớm, thì mong ông an nghỉ và hương linh ông được về cõi trên. Và cho con ghi lại cái thước phim này, cũng như là để lại cho đời, để lại cho nhắc lại về cái cuộc đời và sự nghiệp của ông, một nhà thơ tài ba. Thôi hôm nay thì con đến đây thì con cũng chân thành cảm ơn cô Lan đã hướng dẫn cho con đi đến cái nơi này và có cơ duyên gặp được mộ của Hàn Mật Tử, một nhà thơ tài ba nhưng đoản mệnh. Và con chúc cô luôn có một cái sức khỏe dồi dào và luôn vượt qua bệnh tật, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống hả cô ha. Rồi. Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ ghi lại gần ông một vài tấm ảnh kế bên mộ của ông, và sau đó thì hẹn gặp lại cô bác quý chị ở lớp sau. Cảm ơn cô Lan. Cảm ơn anh.